chiếc câu các bạn ơi. Chiếc vừa lãi á. Hai chiếc này là hai chiếc cuối nha. Đây là những chiếc xe bán giờ giờ những loại vật liệu sử dụng như đá cát và xi măng để đi cắt lát các bạn. Cấm lắm các bạn.
đứng như người mẫu đó các bạn. Đây mình tẩy trong nước các bạn ơi, các gia đình đi nghe nguyên gia đình đi.